À, bạn nghĩ sao về phát biểu của cụ Biden cho việc nhập cư trái phép trở thành công dân Mỹ, coi người nhập cư không có giấy tờ hay tiền án trọng tâm của việc trục xuất? Nói chung á, thì cái này mình khuyên bạn nên nhận định trên góc độ của hai vấn đề. Nếu về nói về pháp luật hiện hành của Mỹ á, thì điều đó là không đúng, đúng không? Nhưng mà nói về tình người, về lịch sử của nước Mỹ thì điều đó đúng. Tại vì ngày xưa đó tổ tiên người Mỹ á, đu càn qua bên Mỹ nó đâu hợp pháp đâu bạn, đúng không? Tổ tiên nó đu càn qua Mỹ cũng đâu hợp pháp đâu, nó đâu có được mọi da đỏ cấp visa đâu, đúng không? Hợp lý chưa? Xong rồi qua bên đó nó cũng đâu có làm ăn đóng thuế cho visa đâu, ở cho mọi da đỏ đâu. Thì bây giờ ông Trump á, ông là đảng dân chủ, họ mở cửa nhập cư, thì bây giờ ông lên làm tổng thống á, thì ông phải mở cửa nhập cư đó, đúng rồi, không có gì sai cả. Đảng Cộng hòa thì có không phục đó, thì ra ngoài thượng viện hạ viện mà bỏ phiếu bác đi đó, dân chủ nằm trên lá phiếu. Còn theo tôi á, tôi thấy á, đương nhiên á, nếu mà làm như vậy á, thì nó cũng có gì đó nó không có đúng so với người nhập cư, đúng đúng không? Nhưng mà bây giờ á, thì ổng ra chính sách vậy cũng được, tạo cho người ta cơ hội mà. Tức là bây giờ ok, mày vô đi, mày vô thoải mái đi, rồi anh lock mày cái, cho mày mày cái số sổ sồ đơn chi để mà đóng thuế. Mày thử thách trong vòng 3 năm, 5 năm chứ, đóng thuế đầy đủ này nọ, cấp cho một cái green card đó, cái green card xong thử thách thêm 2 3 năm, 4 5 gì nữa, xong thi quốc tịch trở thành công dân Mỹ. Cái đó nó lọc ra được những cái con người mà ta thật sự người ta cầu tiến, chứ người ta không phải là người ta ăn welfare. Thì theo tôi ủng hộ chính sách đó của Biden, tôi ủng hộ chính sách đó của Biden. Nhưng ngược lại, đúng không, phải bỏ tù mấy thằng ăn welfare hoài, hoặc là mấy thằng mà nó lợi dụng nước Mỹ. Tức là mình cho nó cơ hội rồi mà nó không chịu nắm bắt cơ hội, mà nó cứ lợi dụng nước Mỹ, làm cho nước Mỹ nó suy yếu hoài, tối ngày nó ăn mà nó cầm mấy cái banner đi làm chuyện đùi bu, không có lợi ích gì cho nước Mỹ hết. Thì cái đối tượng đó đó mình phải gọi là mình siết chặt lại để mình thu hút cái lượng chất xám, mình thu hút những người người ta muốn đổi đời thiệt ở bên xứ Mỹ, người ta muốn cống hiến thực sự cho hợp Trung Quốc quay kỳ. Nó có nhiều mặt nha bạn. Cô Đinh Nguyễn, nếu bạn đồng ý quan điểm này nên bỏ phiếu và ủng hộ tiếng gọi cho Việt Nam để cho người nhập cư trở thành công dân Việt Nam thì Việt Nam mới phát triển mạnh. Bậy, Cô Đinh Nguyễn đúng là xa quê rồi, chả hiểu đất nước là bao nhiêu. Việt Nam này nó là đất nước của người Kinh và 54 dân tộc anh em. Việt Nam nó có văn hóa 4.000 năm lịch sử đó, đúng không? Cái dải đất hình chữ S ngày hôm nay nó đổi bằng 4.000 năm lịch sử của đất nước Việt Nam, chứ không phải là Việt Nam là cái thứ đi cướp đất như Mỹ, đúng không? Để rồi nó mang danh dân chủ, nó mang danh con người, nó đi nó thu hút đầu tư, nó thu hút nhập cư. Những cái quốc gia nó có văn hóa không thằng nào cho nhập cư hết, đúng không? Châu Hoàng có hiểu chưa? Châu Hoàng thấy Trung Quốc nó có cho nhập cư như Mỹ không? Nó Nhật Bản nó cho nhập cư giống Mỹ không? Bây giờ Châu Hoàng, ủa lộ xin lỗi, Cô Đinh Nguyễn sẽ nói rằng ở Trung Quốc là theo sau chủ nghĩa, không chúng chơi đúng không? Được, theo G7 đi đó, Châu Hoàng cứ theo G7 đi. G7 có thằng Úc nó giống Mỹ đi cướp nước thôi, đúng không? Nhưng mà ngược lại mấy thằng khác như thằng Anh, đúng không, như thằng Pháp, đúng không, như thằng Nhật, nó có cho nhập cư chính sách giống Mỹ hay không? Đó, bởi vậy cái đầu óc của Gordon Nguyễn chỉ ở trong nước Mỹ mà không có vươn ra thế giới, mà nhìn về Việt Nam quá tầm bậy. Bao giờ cũng vậy thôi, một đất nước nó có văn hóa và con người, nó có lịch sử, nó có dân tộc, thì người ta làm tất cả mọi chuyện cho dân tộc của mình. Còn ở Mỹ nó không có dân tộc ông ơi, ông có nghe nói dân tộc Mỹ không? Làm gì có khái niệm dân tộc Mỹ, chỉ có nước Mỹ mà thôi. Còn Việt Nam chúng tôi nhiều hơn như thế, ngoài đất nước ra nó còn lãnh thổ thiêng liêng đó. Lãnh thổ này không cần thêm, không cần bớt, đúng không? Ủa lộn, không cần thêm nhưng mà không được bớt, không chính xác đó. Những lãnh thổ này là những lãnh thổ của cha ông nó có được ngày hôm nay, giữ lại con người Việt Nam chúng ta thôi. Nhập cư cái gì ba, còn nhập cư thì nhập cư bình thường, chứ không có chuyện mà nhập cư ồ ạt kiểu như Mỹ đế. Nói gì cho nó hiểu ba, chán ba quá. Ba bên Mỹ mà ba non quá. Tôi đam ba vậy ba có phụt không? Gì giờ? Nếu không thì mãi mãi không phát triển, toàn là người với người, dốt nát thiếu hiểu biết, tham nhũng bạo hành trẻ em. Ok, nếu mà Gordon Nguyễn nói Việt Nam không phát triển á, thì tại sao Việt Nam là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới? Việt Nam là một trong những nước phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Việt Nam là tâm điểm của thế giới trong năm qua. Nói thì Gordon Nguyễn trả lời đi. Cái Gordon Nguyễn nói Việt Nam không phát triển là Gordon Nguyễn nói thôi. Chứ còn từng người Việt Nam ở trong nước ai cũng cảm nhận được sự phát triển của từng ngày. Ngày xưa đi bộ bữa nay đi tay ga là phát triển rồi.
bây giờ trẻ em trong nước này nọ kia nó có gì, nó có gì quên rồi ta, nó có điện thoại để chơi là thấy phát triển rồi. Còn thêm một cái nữa, nói có sách mách có chứng luôn nè, cho cô Đinh Nguyễn coi này, coi phát triển không nha, nhìn trẻ em Việt Nam vậy là phát triển không, cái này nó nói là được cái điều gì, có phát triển không, cái máy chạy bộ đó tôi bán đó, thì như vậy có phát triển không. Cái này phải suy ngẫm thôi, chứ mình nói nhiều nó không hay, mình không khoe giàu khoe nghèo gì hết trơn hết đó. Cuộc sống đó, mọi người đều có góc nhìn. Ở một cái làng quê bình thường trong một nhà căn nhà cũ kỹ đúng không, nhưng mà cha mẹ để mua cho con cái máy chạy bộ tập vậy thì bạn hiểu sao, có phát triển không? Không có phát triển lại giờ tiền ăn rau cũng không có nữa, chứ đừng nói mua máy chạy bộ nha ba. Em chả biết Việt Kiều như ông Gô Đình Nguyễn nghĩ gì về Việt Nam, chứ thấy mấy ông Việt Kiều cầm cái iPhone 6 ba hoa, trong khi trẻ con ở Việt Nam nhiều đứa sắm được cả iPhone 12. Đúng luôn. Này mà phát triển à, 100 người được bao nhiêu người có như vậy Duy, phát triển như nào, và trong 100 người phải được 50% số đó. Bây giờ á, dụ như bạn nói là Việt Nam không phát triển đúng không? Vậy tôi hỏi bạn, Việt Nam ở nước ngoài được 50% số đó chưa? Hả? Trả lời đi. Được 50% phát triển số đó chưa? Chứ tôi thấy nè ha. Nè, đi bán hàng rong nè. Thôi nói ra với công bạn nói mình coi thường người Việt nữa. Đi bán hàng rong này nha. Đi trốn thuế nè. Rồi đi xin welfare nè. Rồi suy nghĩ trùm thua là cái gì xui nè. Bầu cử gian lận nè. Bầu cử bị đánh cắp nè. Chúa cứu trùm đồ nè. Thì hiểu đó là sao? Để ví dụ như giờ nè, cho bạn vô coi comment nè. Nói rồi dạo này tôi chịu khó PR cho ông Trần Nhật Phong lắm, ông tên gì ta? Gì à, quay YouTube ủng hộ anh phải không? Hay bút khiếp người quá đáng, dân chủ cái con mọ gì nữa, tự do lâu lượng mấy lâu thấy tụi chữ thêm chán. Rồi con đã follow chủ bên ba lơ. Trời ơi, nè đây, nó vô cứ đọc comment đi là hiểu à. Muốn so thì so thôi. Dài quá đọc nổi bạn ơi. Nè, bè lũ bít tách đồ nè, tiếng tiếng Việt thì sai chính tả, mẹ tiếng Anh thì cũng chả đúng luôn. Nói về xây dựng cấu trúc nhà cửa, nội thất bài trí đèn, bây giờ đâu thua gì Mỹ, có khi còn hơn nữa chứ. À mà quên, hàng Mỹ toàn nhập từ China không. Em đi Home Depot dạo này thiếu hàng không mua được gì. Nói về đồ chơi trong nhà đó thì Việt Nam nó chất hơn nữa chứ đừng nói Mỹ. Việt Nam mình là chia là thánh xài nội thất mà em. Nhiều khi xài nội thất mà sốc của anh chịu cũng nổi luôn á. Chúng nó bên Mỹ làm sao cảm nhận được Việt Nam đang phát triển từng ngày. Đúng đó bạn. Nhà em nghèo lắm anh ơi. Ở quê mẹ em chỉ có tiền mua con iPhone 7 với con iPad thôi. Khổ thân lắm anh ơi. Bữa nào em chụp hình mẹ của em á, xài con iPhone 7 với iPad, cài hai cái kinh của anh á, cài Will hai kinh anh cho anh coi nha. Còn anh Duy làm sao biết Tristix bây giờ bên Mỹ khốn khổ thế nào? Biết sao không biết mày? Anh có đọc báo mà. Việt Nam phát triển mà tệ nạn xã hội ngày càng nhiều. Về Việt Nam ra đường không dám nghe điện thoại, tối ngủ phải khóa cửa 3 4 lớp vì sợ trộm cướp. Thanh niên Việt Nam 70% là đập đá, ham ham biến gì, ham làm biến chơi gì hả. Thôi nói chung mà Việt Nam mà nó thảm như chị á, thì cái ngày Phục Quốc nó tới rồi chị lo gì nữa, đúng không? Việt Nam mà nó như chị nói là bảo đảm là bây giờ là Phục Quốc, là thời điểm vàng đó, kéo quân về đi chị. Rồi còn bây giờ chị nói thiệt chứ nha, tối ngủ phải khóa 3 4 lớp cửa vì sợ trộm cướp. Thì ở một góc độ khác nhìn lại, nhà thằng đó giàu vãi đúng không, nhà mà tới 3 4 lớp cửa để khóa là nhà không phải tầm thường rồi đó. Thì bây giờ chị nói là tối ngủ sợ trộm trộm cướp phải khóa cửa, thì em nói ngược lại thôi, giờ trộm cướp mình đề phòng thôi chứ mình biết sao mình né đi ha, kệ chị trộm cướp để công an lo nha. Nhưng mà bây giờ các bạn đồng ý với tôi, nhà mà có 3 4 lớp cửa là nhà đại gia không, biết nhà đại gia không, hợp lý chưa? Nó Việt Nam phát triển mà tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, tệ nạn xã hội có nhiều cỡ nào nhiều cũng chưa có đem cái áo dài ra mà chơi đúng không bạn. Tệ nạn nhiều cỡ nào nhiều cũng chưa đem mặc áo dài mà không mặc nội y, cái đó là sốc đó ba. Nói nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi, còn cái nữa nhỏ nhỏ thôi bạn. Ví dụ như giờ ở Việt Nam mình á, cho dù có tệ nạn cỡ nào nhưng mà không có nào mà gọi là làm dịch vụ xong đi quỵt, làm dịch vụ xong đi quỵt là khả năng ăn đập nhiều lắm á. Còn bây giờ bên Mỹ có cái nghề kia kìa, nó làm cho khách xong khách xù tiền xong á, không dám đòi, mới hứa con cái thôi khách quay lại quýnh luôn, khách nó đen mà nó bự nữa, nó quýnh như con luôn. Nói chung nói mé mé thôi nha các bạn, nên thôi những cái chuyện chị nói nó không phải là pháo phiết gì trơn á, nó là chỉ là nhận định của chị thôi. Đam điếc gì tầm này, ở đâu cũng có cái tiêu cực, Mỹ đế cũng vậy thôi. Nhìn những cái tiêu cực mà phủ nhận sự phát triển của Việt Nam, sự cố gắng của đảng chính phủ và nhân dân Việt Nam là quá thiển cận. Đúng, bạn nói chị nhẹ nhàng nhưng mà đúng. Có khi sau này quay lại nhờ Cộng hòa giúp mới hay Duy, có khi đổi gì, có khi đổi Chủ tịch Hồ Chí Minh thành thành Chủ tịch
Cộng hòa Ngô Đình Diệm. Có hai vấn đề ở đây, đúng không? Có hai vấn đề ở đây các bạn. Thứ nhất á, là bây giờ Cộng hòa giúp thì không biết ai đại diện cho Cộng hòa luôn. Ví dụ giờ mình muốn nói chuyện với Cộng hòa đi, mình gặp ai? Bây giờ tôi hỏi các bạn á, mình muốn nói chuyện với Cộng hòa đi, mình muốn ví dụ như đàm phán với Cộng hòa về vấn đề gì đó đi, ví dụ như giờ phát triển ngành neo hay là trợ cấp welfare hay là gì đó, thì mình làm việc với ai? Cái cơ quan nằm chỗ nào? Cái điều đó chưa rõ. Còn bây giờ nếu mà nói về ông Ngô Đình Diệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh á, thì nó lại càng có vấn đề nữa. Thứ nhất á, là ngày xưa đó là ông Ngô Đình Diệm đã bị Việt Minh bắt, đúng không? Ông Ngô Đình Diệm đã bị Việt Minh bắt xong rồi Việt Minh thả, thì cái này kêu là cái gì, đúng không? Kêu là cái gì? Cái này kêu là không đủ tuổi để mà đứng ngang hàng, không đủ tuổi. Thật sự bạn không có, tôi thật sự tôi bạn nói mà giờ Bác Hồ mà đứng ngang hàng với ông Ngô Đình Diệm á, thì Duy thấy là ông Ngô Đình Diệm nó đâu có đủ đủ cái tầm đâu. Thứ nhất là tiếng nói, thứ hai là lượt view, đúng không? Ví dụ như Bác Hồ có cả một dân tộc Việt Nam, trừ trừ mấy đối tượng phản động ra thôi đó, và thứ hai nữa là cả một nhà nước đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Còn ông kia thì có đeo ngoe, có dài ngoé thôi, sao đủ tầm để nói chuyện? Nếu mà ông đủ tầm nói chuyện đó, thì ông đã ăn nguyên cái nước Việt Nam rồi, chứ ông đâu có hack cái hiệp định Geneva đâu. Nên bạn nói vậy là không được. Tôi thấy là mặc dù ok đối với bạn ông Ngô Đình Diệm là tiền nhân thì tôi tôn trọng bạn, tôi không nói ý kiến cái còi chỗ này chân chọi hết á, nhưng mà bạn nói đổi lại cái tên, xin lỗi không có cửa. Lúc đó cụ Thiệu về cũng nhắn nữa, cụ nói ê, tự nhiên ông là tổng thống, tôi là tổng thống, tôi ông chưa tranh cử cái chức đệ nhất tổng thống mà nó nhiều vấn đề trong này lắm, nên bạn Ngô Đình Nguyễn mà đừng có ngáo ngôn, bạn đưa ra cái pháo căng quá. Chuyện lịch sử tôi muốn nói lại, ông người đã khuất thì coi như khuất luôn đi. À, Duy à, tôi có một đội đánh boxing đại diện cho Cộng hòa, còn bạn có đội nào không? Nếu có tôi muốn khiêu chiến, được, thích đúng không? Để sẵn sàng cung cấp đạn tên lửa cho các đơn vị hỏa lực khi có tình huống xảy ra, Trung đoàn tên lửa 275, Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không Không quân đã có nhiều biện pháp huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng của từng vị trí và huấn luyện hiệp đồng trong mỗi kíp xây chuyển. Ghi nhận của phóng viên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam thường trú tại miền Trung. Đúng quy trình, nguyên tắc, thuần thục thao tác, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đây là các yêu cầu mà Trung đoàn tên lửa 275 đặt ra đối với cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng rèn luyện để đội ngũ kỹ thuật nắm chắc nhiệm vụ từng vị trí, rèn luyện kỹ năng động tác để làm cơ sở truyền đạt cho chiến sĩ. Có thấy bắp tai bự chưa? Thì chúng tôi quan tâm đến việc bồi dưỡng, tạo nguồn cái đội ngũ kỹ thuật viên, cán bộ làm công tác kỹ thuật, tạo điều kiện cho anh em làm việc hết khả năng, phát huy được cái khả năng và tố chất để bảo đảm tốt cho cái nhiệm vụ. Chúng tôi xác định phát huy cái yếu tố nội lực là chính, tăng cường nâng cao huấn luyện cái trình độ và thể lực của kíp lắp ráp kiểm tra đạn tên lửa. Trung đoàn 275 bám sát phương châm huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, rèn luyện nội dung khó, hoàn thiện kỹ năng. Nhờ vậy, từng kíp dây chuyền lắp ráp kiểm tra tên lửa đều thành thục các công đoạn, mở niêm cất, đưa đạn vào các vị trí, kiểm tra các thông số kỹ thuật, lắp ráp các bộ phận và nạp nhiên liệu cho tên lửa. Để đảm bảo sản xuất lắp ráp đạn tên lửa cung cấp cho các tiểu đoàn hỏa lực trong trung đoàn, cần đảm bảo 3 yêu cầu. Cái này không được sung không? Để gì kiếm cái khác sung hơn. Không có video coi hình đỡ nha các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là gì? Đây là chỗ nào các bạn? Cái này phải quảng trường Ba Đình không các bạn? Cái này ngoài Bắc nha bạn ơi. Má nó bậy sợ sai. Đội này đấu được không? Cô Đình Nguyễn đấu với đội này không? À, không, đội này trắng hơn nè. Đội này ghê nhất nè. Sao cho Hoàng muốn gì? Cô Đình Nguyễn muốn chọn đội nào? Bây giờ hồi nãy bạn hỏi tôi là có đội nào đấu không, thì tôi nói chung tôi nhờ nhiều đội lắm. Bạn muốn chọn đội nào cũng được hết á. Cứ chọn thoải mái đi bạn. À, Duy Ngáo à, đam không được bật gì vậy. Tôi hỏi riêng bạn chứ hỏi gì liên quan tới quốc phòng. Hiểu từ đại diện không? Sao không hiểu? Ủa sao bạn nghĩ rằng đại diện không được? Đúng không? Bạn đem cái đội của bạn về đây đi, tự nhiên là tôi có đội ra à. Bây giờ tôi đưa bạn đóng đội đó bằng lửa đi. Bạn ngộ ghê á. Tại sao bạn lại dám khẳng định, bạn lại dám khẳng định là đại diện không được? Có duy nhất anh ơi. Thôi, mày ngu quá. Không được. Hiểu không? Không được. Mày nói duy nhất ra cái hồi ông đem cái ông nội kia ra nữa mệt lắm. Ở bên bển con ông nào á, quên rồi, cũng dữ. Ông Vĩnh quên rồi mấy em. Hiểu không? Mình đừng có lôi những cá nhân vô. Đó, mình đừng có lôi những cái cá nhân vô, nó chơi không có đẹp.
thằng kia nó lôi là đội mà, thì mình lôi là đội, có đâu cắn, chịu chịu thôi. Ví dụ như bây giờ bà không chịu những đội đó thì tôi đâu kiếm đội khác, chứ tự nhiên bạn làm gì bạn khó. Bạn quản lý cả 100 nhân viên, bạn chọn một đội đánh boxing với tôi nhé. Tôi nói chung thì tôi nhiều đội lắm, không nhất thiết phải là nhân viên. Không, nhân viên tôi đánh với bạn làm gì, khổ ghê á. Binh lính của Việt Nam giờ toàn làm cảnh không, không có khả năng chiến đấu, nhưng lực lượng công an thì lấy sức mạnh để đàn áp người dân. Có đàn áp dân cỡ nào, đàn áp cũng đâu bắn bể sao khỉ khi người ta quên Google Maps đâu bà chị. Bà nó cứ gì hoài, có đàn áp cỡ nào, đàn áp cũng bao giờ đè người ta tới chết cho bà. Đè người ta khóc rồi, ta nói em wrong, em sorry rồi. Đúng không? Em sorry rồi mà cứ đè ta tới chết, đã đời cuối cùng làm cho ông tổng thống phải ra quỳ gối. Bây giờ đó, thật sự với chị á, chị ngồi á, chị đi chặt, chị đi cà khịa Việt Nam chả được cái gì á. Quân đội với công an sáng biết, nhưng mà vẫn giữ cho Việt Nam ổn định hòa bình bốn mấy năm kể từ lúc tiếp nhận chính quyền, đúng không các bạn? Tiếp nhận chính quyền Sài Gòn đó vẫn giữ cho hòa bình bốn mấy năm, đúng chưa? Miền Nam chưa bao giờ chiến tranh hết, chỉ có năm 75 lợi dụng lúc sơ hở hoàn cảnh này nọ, Pol Pot nó qua nó cà khịa chút đỉnh thôi, từ đó dẹp Pol Pot xong tới bây giờ hòa bình, hợp lý chưa? Nhưng mà ngược lại Mỹ đế đó, năm nào cũng người Mỹ chết hết à. Chị nói sai chịu trách nhiệm nha. Năm nào cũng người Mỹ chết, cảnh sát Mỹ thì bị cướp bắn chết, nhóc luôn bị đập chết, ngược lại cảnh sát Mỹ cũng bắn người dân chết luôn. Nói chung là cha con lấy súng ra bèm nhau, làm cho mấy anh kia nó ức chế thần kinh lên, vô quán bar nó xả lượt chết năm mấy người. Còn binh lính của Mỹ hả, nó chết rải rác trên chiến trường Afghanistan, chiến trường Iraq, chiến trường này nọ kia, Syria. Mỹ hả, nó vẫn ghê gớm hơn ở Việt Nam ở cái khoảng thứ nhất là an ninh nội địa, đúng không? Thứ hai là chiến tranh về quân đội. Có giờ chỉ nói làm kiểm chỉ thử đi, đúng không? Nếu mà quân đội Việt Nam mà nó yếu như vậy, mà an ninh Việt Nam mà nó kém như vậy thì thôi, Hoàng Kỳ nó quậy đất nước. Bao nhiêu tấm gương còn đó, chị đàn bà chị nhìn không có kỹ, đúng không? Thấy ngoài vụ mà Bình Thuận hổ báo cáo chồm tới cỡ nào rồi ra làm sao. Nói chuyện cũng xì chả muốn nói. Bạn nhớ câu nói của tôi nha Duy, 2021 2025 vẫn vậy không phát triển, trừ khi giải quyết được tham nhũng và bạo hành trẻ em. Rồi lãng nhách ông nội ơi, ông nói chuyện võ đón chết mẹ luôn. 2021 2025 không phát triển, không phát triển thì do số liệu thống kê, do các chỉ số về kinh tế nói, chứ phải do cái mỏ ông nói đâu trời. Ông nói chuyện lã như cái đìa, giết chả muốn đam luôn. Mấy bạn đam đi, nó giết gì sao đam. Tự nhiên Việt Nam này phát triển không phát triển do cái mỏ nó nói, trong khi nó không đưa được cái dẫn chứng nào trơn trọi à. Đưa được cái con số nào đi. Ok, bạo hành trẻ em nhiêu vụ, đúng không? Bạo hành trẻ em nhiêu vụ, cứ nói đi. Rồi tham nhũng nhiêu vụ, rồi không phát triển chỗ nào, chỉ số nó tăng âm bao nhiêu. Đó là lý do tôi không muốn về Việt Nam. Đó là lý do bạn muốn về Việt Nam và hỏi bạn có tiền về không, về có ai chứa bạn không, cái điều đó mới quan trọng chứ. Muốn không muốn gì, nhìn nản muốn chết luôn, về gì. Nói chuyện của bạn, bạn về không, Việt Nam vẫn giàu, vắng mờ chợ vẫn đông. Cái đó mình nói thiệt sao bạn buồn thôi chứ. Về đây ai tiếp đâu, gia đình người thân của bạn biết còn ai không, sợ người ta cũng dám nhìn bạn luôn nữa chứ. Không, tại sao bây giờ bạn sống sao á, để cho có một đất nước, có một quê hương mà bạn không về được, đúng không? Còn bây giờ mấy thằng tổ tre Việt Nam mới sống sao, nó đi Mỹ du học cái một. Ủa nhìn có cay không ba? Chứ tôi cay lắm luôn á. Đó do mình thôi, tiên trách kỹ hậu trách nhân. Khi mà mình qua Mỹ mà mình nghèo quá, tiếng nói mình nó yếu, cộng đồng nó coi thường, dân quốc nội nó coi thường. Thí dụ như mình nghèo mà mình cầu thị, à rồi mình nói chuyện nó ra làm sao này nọ, thì người ta vẫn welcome này nọ kia. Bằng sao mà người ta nói là ở nhà đang yên ổn con đừng về, thấy không? Ta nói đất nước đang yên ổn con đừng về đồ, thôi thấy chán luôn, không ai welcome mình. Tôi không muốn nói chứ, tôi nói sợ bạn đam không được, không được phải bật video nên chán. Tôi không muốn nói chứ, thì nói cũng nói được gì hay đâu. Thì ông comment như thế nào, trình công như thế nào, thì hôm nay trên diễn đàn ai chả biết. Cần nhiều quảng cáo nữa. Bác sĩ Việt Nam bây giờ toàn mua bằng không? Ok, thôi trả lời ngắn gọn luôn, đúng không? Nhờ bác sĩ Việt Nam nó làm sao đó không biết đó, nên Việt Nam mới sống khỏe trong mùa Covid, đúng không? Việt Nam bị chết có mấy chục ca thôi. Đó. Còn bây giờ á, bác sĩ Việt Nam tệ quá, nên cái ông nội kia quốc tịch Anh đó bạn, người ta mới gọi là người ta cảm ơn cứu cái mạng đó, vậy thôi.
còn bác sĩ bên Mẻo như thế nào tôi chả biết, tôi không thèm nói luôn, mà chết 40.000 ca rồi, ủa 400.000 ca rồi, vậy đi, ngắn gọn thôi, khỏi nói nhiều nhức đầu quá. Nói chung bác sĩ đó cũng là bác sĩ như nhau thôi, mình không có nói bác sĩ nào giỏi hơn bác sĩ nào, mình chỉ nêu ra hai cái hiện tượng thôi, chịu không chịu thì thôi à. Giờ nó như vậy nè bạn, nói bác sĩ nhờ cái này là cà khịa nha. Bây giờ tôi nói thiệt á, bác sĩ Việt Nam tôi vô tôi khám bệnh nó tôi hỏi một buổi cũng được nữa. Trừ khi nào bạn đi khám mấy cái bệnh viện mà quá trời đông á thì người ta mới là không cho bạn hỏi nhiều thôi. Bạn hỏi nhiều người ta không thời gian tiếp. Đó, nhưng mà tôi đi khám bệnh viện ví dụ như bệnh viện quốc tế đi, bệnh viện tư đi, tôi vô tôi bút bác sĩ phát tôi hỏi tới chiều cũng được nữa. Muốn hỏi gì đó hỏi à. Còn có cái nước kia kìa bạn, đi khám bệnh á, bác sĩ hỏi không biết đường trả lời. Bác sĩ chẩn đoán bệnh cũng không hiểu luôn nữa. Rồi mình tức muốn chết luôn mà hỏi lại bác sĩ mà không hỏi được luôn mà. Không hỏi được cái khỉ khô gì hết trơn hết trội hết đó. Đố bạn nước nào? Nói về bác sĩ vui lắm, tôi kể cho bạn nghe. Tôi kể cho bạn nghe là bạn chấn động luôn. Tôi nhiều chuyện lắm. Nói về đời sống mà Việt Mỹ là tôi gành lắm bạn ơi. Còn bây giờ nói tới đẻ nha. Thí dụ ở cái nước này đi. Ở tới nước này á mà hả? Vợ đẻ đó, thằng chồng sốt sắng lắm. Thằng chồng bút bác sĩ vô trong nằm dự trong bệnh viện chờ đẻ, nhiều khi chờ 2-3 ngày luôn. Lâu lâu y tá tới coi mấy phân dời, bác sĩ tới nở chưa? Đó, có cần chích thuốc không? Rồi khỏe nha mẹ, đâu này nọ kia. Thôi nằm chờ đi, từ từ. Đó. Đúng không? Còn cái nước kia kìa, đẻ không dám vô bệnh viện nằm, không có tiền trả ba ơi. Vô nằm ngày hai ngày về à. Đó, đẻ tới lúc á mà bụng đau chà bá rồi mới chạy vô. Cái này là Duy nói nhiều khi nó hơi bị gọi là phủ phàng chút nha các bạn. Tức là có những cái ca đó mà ở nhà đó, tức là thai phụ tới lúc ở nhà đó mà không biết á, dẫn tới cái việc mà thai nhi nó bị chết đó. Đúng không? Dẫn tới việc thai nhi nó bị chết mà nằm trong bụng đó. Mà lúc đó là bên Mỹ mà đi tới bệnh viện mà nó hơi bị chậm á, là con chết, mẹ ảnh hưởng sức khỏe, có trường hợp mẹ chết luôn nha các bạn. Nên cái đó cũng là một cái góc khuất á, mà Di nói chung cái chỗ này là mình tôn trọng đi, mình không có nói được góc khuất chỗ này. Tại sao mà Di nói lên cái việc này? Tại cái việc này không phải là ở bên Mỹ người ta không có chú trọng cái việc mà gọi là sinh nở, nhưng mà chỉ có một cái là cái tiền viện phí nó quá cao. Cái tiền viện phí nó quá cao các bạn. Nó dẫn tới người ta phải suy nghĩ, à tôi nằm trong bệnh viện chỉ cần 2 ngày hoặc là 3 ngày tôi đẻ xong tôi về, tôi không dám nằm nữa. Đúng không? Tại vì bảo hiểm nó không cover cái đó. Bảo hiểm nó không cover cái, nó chỉ cover ở tiền thuốc, tiền này, tiền kia thôi. Chứ mẹ nằm bệnh viện bây giờ một ngày bao nhiêu đó, nó cho mà chừng, dụ như giờ nằm bệnh viện ngày 10.000, bảo hiểm nó trả 5.000, nó bắt mà trả 5.000, căng chứ ba. Nên người ta sẽ tính như vậy. Nên mình gọi là mình liệu cơm mà gắp mắm thôi. Chứ còn mẹ với đại gia thì thôi, tao vẫn như Việt Nam thôi. Với đại gia mà nó giàu mà ok, tao mua bảo hiểm nó loại khác. Ví dụ như bạn bảo hiểm dân lao động bạn á, thì một tháng bạn đóng chừng 200 đô, 300 đô. Đúng không? Nhưng mà còn bảo hiểm của tụi đại gia nó xịn sò, đóng một tháng mấy ngàn đô. Nó đóng mấy ngàn đô thì nó vô bệnh viện là người ta cover nó hết. Nên nó sướng. Đó, còn ở Việt Nam mình á, thật sự bạn đẻ, con thấy dân quê vậy thôi, vô bệnh viện nằm nhóc. Nó vô nằm nhóc hết trơn, có gì đâu, nằm một cái phòng như này, 4-5 cái ghế cho thai phụ nằm chờ rồi y tá tới tao thăm lượt, rồi tao thấy cái cô này có dấu hiệu sắp sinh rồi, dẫn vô trong sinh này nọ chút xíu e thôi. Đó là mình nói thiệt nghiêm túc. Tại vì các bạn Ngô Đình Nguyễn bạn khịa bác sĩ Việt Nam, nên tôi chỉ nói ra một số góc nhìn để cho bạn so sánh thôi. Chứ còn ở đâu thì cũng có người này người kia. Đúng không? Ở bên Mỹ cũng vậy thôi. Cũng có một bác sĩ kia nó bị biến thái. Nó vô bác sĩ bệnh nhân nữ đi khám phụ khoa đó, nó ngồi chích thuốc mê. Xong rồi nó ngồi bắn máy bay rồi kiểu đó. Xong rồi ta về ta đẻ con ra nhóc luôn. Cuối cùng phát hiện ra đằng cha nội này á là chơi cú này đẻ được mấy chục con luôn. Xong rồi bị bắt rồi. Nó cũng cái này kia lùm la hết rồi. Nó không có so sánh được. Còn các bạn Cô Đinh Nguyễn mà có góc nhìn đó, nó không được khách quan. Nó rất là bậy bạ mà nó dìm hàng Việt Nam. Nên Duy Nguyễn mới lên tiếng nói thôi. Chứ còn mấy cái chuyện đó nó đụng chạm tới xác chết thì nội Duy ngại lắm. Đúng không? Nên mình hiểu về Việt Nam mình đi. Ở Việt Nam mình là chi phí y tế nó hơi bị rẻ đó. Còn bên Mỹ là chi phí y tế nó bao gắt. Vợ tôi sanh vào viện nằm một tuần, sanh xong tính viện phí 250k. Chắc có bảo hiểm đúng không? Còn nếu mà không bảo hiểm thì cũng mấy triệu thôi chứ nhiêu.
kẽ hở của pháp luật Việt Nam mình còn nhiều lắm anh Duy, anh hơi tân bốc quá rồi. Nói chung có tân bốc không tân bốc thì anh không biết. Giờ anh nói về vụ kết hôn giả bên Mỹ kìa, cái chuyện nó rõ như ban ngày, sao pháp luật nó không bập đi? Vậy đó có phải là kẽ hở không? Nói chung cái trình của em nó còn non lắm. Em đam về xã hội với anh là em có đường tử thôi, anh chỉ nói với em có phục hay không hả, có phục hay không. Còn mỗi xã hội đó có mỗi sự khác nhau, cái pháp luật phải dựa trên văn hóa, thế thôi, chịu chịu thôi à. Chứ giờ không có nước nào giống nước nào 100% hết, các bạn đồng ý với tôi không? Bây giờ cái chuyện kết hôn giả bên Mỹ nó rõ như ban ngày, giấu gì nổi nữa mà giấu. Vậy thì có pháp luật Mỹ nó cho phép không, pháp luật Việt Nam nó có cho phép không, cái sự đạo đức luân thường đạo lý nó có cho phép không? Tự nhiên hai vợ chồng đang ở ấm êm đã đời, xong rồi tự nhiên cái chia tay đã đời, xong rồi ông thì lấy vợ này, bà lấy chồng kia, để xong hai người tìm đường đi qua bên Mỹ. Vậy hỏi góc độ bên Mỹ nó cho không? Phải tốn tiền cho việc đó nữa thì các bạn cứ ngẫm đi, các bạn đừng có so sánh như vậy. Tân bốc thì tân bốc gì, mình sống ở xã hội nào mình hiểu xã hội đó. À, nói việc sinh đẻ, em đây vợ mới sinh có bảo hiểm mà không chơi với bảo với bệnh viện tư, nó giảm có 2% hà anh, mà trả có gần 10 triệu chứ nhiêu. Thì đó thì nói là cho có bảo hiểm không bảo hiểm thì cũng tiền triệu thôi à, có nhiêu đâu. Nhưng mà ở bên Mỹ là con số quá lớn. Hôm nay kết thúc tại đây nhé. Việt Nam đang bán chiếc Audi A8 850 triệu có nên mua không Duy? Ủa mày bên Mỹ mà quan tâm ở Việt Nam bán mà mua không là sao tao không hiểu. Nói tóm lại mày đang ở đâu? Nay xem như đam hòa, không có bên nào thắng hôm khác, bảo đảm cho Duy cứng họng. Cái này nghe quen quen mấy bạn. Nhiên, đam với Duy Nguyễn mà đòi hòa, sao hòa được ba? Không có hòa. Theo Cộng Hòa thì bảo là đu càng phản động, còn theo Cộng sản gọi là bợ đích hả Duy? Anh Duy ơi gọi thoải mái, kêu bợ đích cũng được chả sao. Thì ok, bây giờ tao chấp nhận chữ bợ đích thì phải chấp nhận chữ phản động nha. Không cãi nghe. Thế thôi. Đó. Mà mày vừa chữ phản động mà còn thêm chữ bợ đích cho phản động nữa. Đó. Càng nặng hơn, thế thôi. Rên rên đứa con khỉ gì nữa. Nè không, giờ nè, trời đất ơi, gì theo Cộng Hòa mà nói chuyện dơ dái vậy ba. Theo Cộng Hòa gì nói chuyện mất nết vậy, chả cái nào ông bôi tre rắc rối vô mặt Cộng Hòa. Tôi chưa bao giờ tôi nói mấy cái từ ngữ mà nó dơ dái, mà nó mất vệ sinh, mà nó hạ đẳng như ông Ngô Đình Nguyễn này luôn. Vậy bạn thấy ở gì, hai phe là rõ ràng. Ok, không bàn cãi nữa. Cha nội Ngô Đình nói bậy bạ là mất mặt dân Việt Nam Cộng Hòa ghê. Đó, thấy vợ bà Trương Thị Bình mà bà chịu còn không nổi nữa đó. Thì bây giờ nè, bây giờ bà Trương Thị Bình với ông Ngô Đình Nguyễn ai đại diện? Chọn người đại diện đi nói chuyện với em. Chứ mà thật sự thì em thấy chị Trương Thị Bình này mặc dù nói thì cũng có nghiêu thiệt, nhưng mà có một cái là chỉ nói chuyện đàng hoàng, chỉ văn minh. Còn cái thằng kia nó vừa nghiêu mà nó vừa mất dạy nữa. Thì nếu mà cho em một lá phiếu á, thì em sẽ bầu cho chị Trương Thị Bình nha. Giờ dân chủ là bỏ phiếu nè. Giờ cho lá phiếu đi bầu cho chị Trương Thị Bình. Bà này bà đơn bà đại diện thì bà nói chuyện nó còn đàng hoàng hơn. Trẻ em nó học hỏi cũng đỡ sai. Không? Mặc dù cũng có tội thiệt nhưng mà một tội nó đỡ hơn hai tội mà. Vậy là hôm nay á, là Ngô Đình Nguyễn đã thằng Ren Rocker nó cũng chửi rồi đúng không? Bây giờ tới Trương Thị Bình chửi nữa rồi xong. Chốt kèo. Ở đây có rất nhiều người ủng hộ chị Trương Thị Bình ghê ta. Cái chiêu đá bầu kiếm phiếu này được à. Đề nghị chị Trương Thị Bình áp dụng triệt để nha.